Thang máy số mạo nổi tiếng khắp thế giới gặp sự cố, rơi tự do khiến người xem rùng mình. Đoạn video ghi lại sự việc kinh hoàng xảy ra hôm ngày 1 tháng 9 vừa qua tại khu nghỉ dưỡng Atura ở khu du lịch nổi tiếng Ubud nằm trên đảo Bali, địa điểm nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang và rừng rậm nhiệt đới. Hai người đàn ông và ba người phụ nữ là nhân viên dọn phòng tại khu nghỉ dưỡng Atura đang ở trong thang máy vào khoảng 1 giờ chiều thì dây cáp bị đứt. Hình ảnh ghi lại cho thấy các nhân viên bước vào thang máy trước khi nó bắt đầu đi lên dốc và dây sau đó nhanh chóng lao xuống dưới với tốc độ cao và đâm xuyên qua trần của khu nhà phía dưới trước khi rơi xuống khe núi. Đáng chú ý, chiếc thang máy này cũng được biết đến là nơi check-in sóng ảo ưa thích của nhiều khách du lịch trên thế giới khi đến với resort vì sự độc đáo cũng như khung cảnh gần gũi với thiên nhiên của nó. Thang máy xảy ra tai nạn được cả khách du lịch và nhân viên sử dụng để di chuyển giữa các tầng của khách sạn và đi xuống rìa khe núi để đến các khu dịch vụ phía dưới. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các du khách đang ở tại khu nghỉ dưỡng cũng được di chuyển sang địa điểm khác. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.